Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về thủ tục những bước mà khi mà chúng ta mượn tuổi xây nhà đến việc là chúng ta chuột lại. Sau khi mà chúng ta đã cho người đến mượn tuổi xây nhà, chúng ta phải chuột lại nhà nữa. Các cụ xưa có câu là đậu trâu lấy vợ làm nhà, đó là ba việc lớn của đời người và chúng ta cần phải coi trọng. Và trong văn hóa của Việt Nam, người phương Đông thì rất là coi trọng cái việc là chúng ta hợp tuổi năm đấy để chúng ta xây nhà, với mục đích là đem đến những thuận lợi, may mắn, tài lộc cho chủ nhà, gia chủ. Do đó, với những cái trường hợp mà chúng ta không được tuổi trong cái năm đó để chúng ta xây nhà và chúng ta vẫn muốn, cái mong muốn của mình là được xây nhà trong cái năm nay vì rất là nhiều lý do khác nhau, nhưng mà chúng ta cần ngay ý, thì chúng ta có thể là mượn tuổi xây nhà. Và sau khi gia chủ chúng ta chọn được tuổi hợp này và liên hệ người ấy đồng ý thì chúng ta sẽ tiến hành các bước như sau về thủ tục mượn tuổi làm nhà khi mà chúng ta khởi công công trình này. Sẽ bao gồm 4 bước cơ bản nhé, để mọi người chúng ta, gia chủ chúng ta tham khảo. Bước thứ nhất đó chính là trước khi mà chúng ta làm nhà, tức là trước khi động thổ khởi công công trình ấy, thì gia chủ chúng ta cần làm giấy bán lại đất cho người mà chúng ta mượn tuổi đấy. Tượng trưng, cái này mang ý nghĩa là tượng trưng thôi, để thưa với thần linh tổ địa. Và từ đây về mặt tâm linh ấy, cái mảnh đất này rồi cái ngôi nhà xây lên từ cái mảnh đất này ấy, sẽ thuộc sở hữu của người mà chúng ta mượn tuổi này, chứ không phải là của gia chủ thực sự nhá, cái ý nghĩa về tâm linh. Thứ hai, khi động thổ, người mượn tuổi sẽ thay thế cho gia chủ chủ nhà ấy. Chúng ta tiến hành các thủ tục là khấn vái, động thổ rồi lễ nghi. Ví dụ như là việc chúng ta cuốc 5-7 cái cuốc ấy vào đất cái ngày mà động thổ ấy, để cái hướng đẹp động thổ đấy là cũng do cái người mà mượn tuổi đấy, người đấy thực hiện thôi. Và trong cái lúc này ấy, thì chủ nhà và người thân của chủ nhà, những người trong gia đình của chủ nhà thực sự ấy, thì chúng ta nên tránh mặt đi. Đợi đến khi công việc lễ nghi, nghi thức xong xuôi thì chúng ta có thể quay lại bình thường. Bước thứ ba là khi đến giai đoạn như là đổ mái này, hay làm cổng cổng ngõ, hay là nhập trạch ấy, thì thủ tục mượn tuổi vẫn là người mượn tuổi làm thay cho chủ nhà. Và tầm quan trọng, chúng ta sẽ thấy được tầm quan trọng của người mà chúng ta mượn tuổi ở đây. Phải chọn người thân thiết này, có chữ tín, trong cái mối quan hệ là gần gũi, quan hệ tình cảm tốt đẹp để người ta có thể là nhiệt tình giúp đỡ gia chủ. Bởi vì người mà mượn tuổi đấy, được mượn tuổi đấy thì sẽ phải bỏ thời gian này, họ bỏ thêm công sức nữa để giúp gia đình của bạn. Bởi vì hầu như là sau đấy người đấy cũng phải làm những cái công việc quan trọng, nhất là về tâm linh, cúng bái, lễ nghi nữa. Không, nếu mà chúng ta chọn người mà họ không thực sự nhiệt tình mình ấy, thì cũng rất là khó khăn, lỡ dở thì sẽ là không hay ở đây. Lưu ý thêm, trong quá trình xây nhà ấy, gia chủ, người thân trong gia đình chúng ta không nên nhận đó là ngôi nhà của mình. Bởi vì theo ý nghĩa về lễ nghi thì đấy là chúng ta đã viết giấy bán cho cái người được người mượn tuổi rồi, nên không nói là công nhận đấy là nhà của mình nhá. Và chúng ta cứ quan niệm đi là đấy là nhà của người mượn tuổi kia rồi và không phải nhà mình, sau thì chúng ta sẽ chuộc lại. Lưu ý tiếp theo, trong quá trình khấn vái nghi lễ là đều do một người xuyên suốt đứng ra thực hiện thôi, chính là người mà chúng ta mượn tuổi đấy. Và chúng ta nhớ là trong quá trình đấy làm nhà công trình là chúng ta không được thay đổi người mượn tuổi khi mà chúng ta đã làm giấy bán nhà bán đất cho họ rồi. Vì vậy nhớ là mượn tuổi người mà đáng tin cậy chắc chắn. Việc thứ tư thủ tục đó chính là thủ tục chuộc lại nhà, bàn giao lại nhà cho chủ nhà sau khi mà đã hoàn thành cái công trình nhà mới này. Nhập trạch lần một tượng trưng thì vẫn là do người mà chúng ta mượn tuổi đấy, người đấy thực hiện thôi. Sẽ tiến hành các thủ tục như là dâng hương này, khấn vái tổ tiên, hoàn thành ngôi nhà mới. Chủ nhà chúng ta lúc này là chúng ta cần làm cái giấy tờ mua lại nhà đó với cái mức giá là tượng trưng, miễn là cái giá trị nó cao hơn so với cái giá trị mà chúng ta bán đất ban đầu nhé, tượng trưng thôi. Sau đấy chủ nhà chúng ta sẽ tiến hành làm cái lễ nhập trạch nhà mới làm lại. Và người mượn tuổi lúc này, người đấy thì nên rời đi, ra đi. Và ngôi nhà mới xây bây giờ sẽ được bán lại cho chủ thực sự, phải không? Thế là của gia chủ đúng nghĩa trên thực tế và theo cả tâm linh nữa. Mọi thủ tục liên quan cúng bái sau này
là do chính chủ nhà chúng ta thực hiện và không cần có sự có mặt của người được mượn tuổi kia nữa. Trên đây là toàn bộ những thủ tục về việc mượn tuổi xây nhà, làm nhà, đến việc chuột lại nhà. Hy vọng gia chủ chúng ta sẽ thấy hữu ích. Các bạn chúng ta nhớ là tìm hiểu thêm nữa để về những cái thủ tục thêm nữa để chúng ta tham khảo để mang lại những cái may mắn nhất, thuận lợi nhất cho bản thân và gia đình của mình khi mà chúng ta sắp sửa xây và ở một ngôi nhà mới nhé.